ở người Việt ấy thì không có vấn đề gì, làm cho một số là người ở bên đó họ cứ nghĩ là đất nước xấu xa. Đâu có đâu, họ biết hết á, họ biết hết, hầu như họ biết 100%. Tới thời điểm bây giờ là từ những cái đài mà bên kia chống Việt Nam, kể cả về đài Cali Thứ Đê, đài Người Việt, đài Phố Bôn Sa, TV họ hiểu rồi. BBC, nói chung BBC tiêu là không nói nè, nhưng mà cái những đó họ biết Việt Nam như thế rồi. Nhưng cái miệng họ vẫn chống, họ chống là vì miếng cơm. Nó hẳn là như vậy đó. Làm gì? Nếu họ ở đó, ta bảo đảm là không có thằng nào bên nước Mỹ mà không có thân nhân ở Việt Nam cả. Không cha mẹ sẽ không có cô, dù gì chú bác bà con xa láng rồi là bên, không bên vợ thì cũng bên chồng, làm gì có không có biết hết, nhưng mà cái miệng vẫn chửi như thường đó, đại khái vậy đó. Mà chửi bây giờ không có chửi, bây giờ từ lúc mà ông Phạm Minh Chính qua bây giờ thì không có chửi theo kiểu trực diện họ giống cái kiểu này, chửi mà bậy mà chửi tục, chửi kiểu hoặc là chửi những kiểu mà nặng nề, bây giờ chửi chửi bóng chửi gió. Thứ hai là hướng đi lá gì luận, ví dụ như là ông Phạm Minh Chính qua bên nước Mỹ và hội họp họp với lại các kiều bào bên đó để mà kinh doanh hay là những cái vậy, thì nó báo Phạm Minh Chính qua bên đi họp chui đó, đại khái vậy đó. Ta mà thanh thiên mạch dịch đi tới tòa đại sứ ta San Francisco của tòa đại sứ Việt Nam, ta họp cái kiểu đi họp chui kệ, nói mà bình thường nói bây gì giờ, ai nói không được. Bây giờ mà chửi kênh nào mà chửi á là báo cáo với tổng thống Biden, báo cáo cái kênh truyền thông của YouTube á, thì rồi thì kênh đó luôn. Có hai cái mốc chốt quan trọng, kênh đó luôn. Cái kỳ này ông Phạm Minh qua hội đàm với cái ông chủ tịch hạ viện, ông cái gì ta bên McCarthy, một cái ông nữa là ông trùm về an ninh của cái an ninh nội địa nước Mỹ, để mà họp thảo thư thảo gì đó để ký một cái văn bản hoặc là họp giữa hai nước dẫn độ tội phạm, tức là đại khái là trao đổi về tội phạm gì đó, mình cho là vậy đi. Chuyện của họ mình không biết. Thì mình thấy tất cả những cái đáo đài ở ở Mỹ bây giờ, hồi xưa có cái xu hướng mà chống cộng cực liệt á, thì họ cái này nhẹ giọng rồi, họ không bớt nhưng mà họ nhẹ giọng rồi, họ không còn là giữ nữa. Nhưng mà cái chuyện đó một tôi nghĩ vài ba năm nữa nó sẽ xẹp và nó sẽ tiêu thôi, không có gì cả. Bởi vì bây giờ hai nước đang tầm đang ngang tầm quan hệ chiến lược rồi. Theo quan nghĩa cái hợp tác dẫn đồ không cần thiết đâu. Thằng nào mà cứ chống đối nhà nước á, mà Mỹ rước cho rước về bên nuôi luôn đi. Con nói mà chống cái ai bây giờ đâu có ai nghe, bây giờ thiệt mày tao chống 95% người Việt ở nước Mỹ chẳng có tin đâu, bỏ mai tin cả. Bởi vì sao tôi nói mày nghe nè, ở sát ở bố bên xa cũng vậy nữa, người ta mỗi năm ta cũng mới về, người ta vẫn về gia đình người ta bên này thì làm gì tao không biết. Bây giờ có cái điều là người ta không muốn lên tiếng mà thôi. Bây giờ đúng không? Bây giờ con nói chú này, Mỹ đế hốt trong khu Huy Hà Vũ thăm bên á, cuối cùng là cái gì bây giờ muốn về về anh được, nhà ở Hà Nội nhà hàng 8 tỷ, đất đai đề huề, tất cả mọi thứ đều có, bây giờ sang bên nó ở đâu, biết có chính phủ Mỹ cung cấp cho cái nhà biệt thự giống như ở Hà Nội ở không, khốn khổ không đấy, giờ sang bên đọc cô cầu bài bên đấy. Đói rồi, bây giờ chẳng còn ai nghe đâu. Bây giờ thậm chí những người ở phố Bình Sa, tức là những người mà nằm trong lòng phố Bình Sa và sinh hoạt hàng ngày, là người ta vẫn về nước y xèo. Bằng chứng là con nhỏ gì mà kẹo ngọt Bình Sa mới về Việt Nam mới qua đó, người ta cũng đã biết cái chân trời Việt Nam sống như thế nào. Bà con, cô bác, cha mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác sống sao đâu biết chứ. Làm gì có cái chuyện mà xuyên tạc lại được. Hầu như người ta, những người đó đều về Việt Nam cả, và họ biết có điều ta không muốn nói thôi, và điều không ai nghe. Mày là người làm không ai bao giờ nghe, giống như ông Phượng người ta không chờ bây giờ tôi nghe mấy cái chuyện tào lao gì đâu, nó muốn nói gì nó kệ cha chứ nó sẽ cầu mệt. Con thì khác, con thì khác, con thằng nào mà cứ chống đối mà thằng nào cứ to mồm đó, hoặc là phản quốc á, cứ báo Mỹ để cho thằng bên đi, cho một nồi thang như cái cùi Hy Hà Vũ rồi là cái... người TV rồi là bù nấm gì một đám đó, cho thằng bên gì thằng như cao đài gì đấy, Nguyễn Văn Đài bên Đức là cho một cái đống đó cho sang bên, cho nó rửa chén cho nó biết khó chống gì mà chống nó mở thì mà nhiều khi mà thấy nó lố bịch, ta cũng chẳng thèm nghe, ta cũng chẳng thèm để ý, nó chẳng thèm gì cũng giống bởi vậy này. Nó có những buồn cười ba thằng luật sư cãi, tao nghe nói Phong Phanh, tao không hiểu vụ gì, tao cũng không thể giỏi vụ thiền am gì đó, thì cái vụ thiền am bên bờ vũ trụ hay là bên bờ thẳm thì tao cũng không rành lắm, nhưng cái điều cách đây mấy năm rồi nó cứ ề a dây dẳng gì là hoàn xong rồi, giờ ba người luật sư để bào chữa cho cái thằng cha là thiền am bên bự trụ trốn mẹ rồi. Tại sao phải trốn anh luật sư, nếu anh cho ra cái điều đó là anh đúng có lý, tại anh là luật sư tại sao phải trốn?
thì có phải là anh đã chấp nhận anh cãi ra một cái mà không nên cãi. Anh luật sư anh mới hiểu luật chứ, đúng không? Anh đã cãi cho một cái không nên cãi, nó phạm luật 100% mà anh nhúng tay vô anh cãi. Bây giờ sao đem lên tòa trong ba thành sợ quá trốn qua người ta đang ở bệnh đồ kỳ, tại sao phải trốn? Nếu anh đúng tại sao anh phải trốn kỳ vậy? Thấy không, đó người Việt Nam nó có những cái kỳ cục đó. Cứ biết là sai, biết là sai mà cứ làm, cứ làm cho đã ra ngoài sau rồi trốn. Bởi vì những thành phần nó không đáng để mình nói. Mình phải nhìn nhìn trên, nhìn xuống, nhìn trước, nhìn sau. Thì cái sáng ra mình phải cố gắng làm việc thôi, chỉ có lao động, chỉ có đúng rồi, sáng tạo mới tạo đầu đến tiên, giá trị cho bản thân thôi, chứ sao đầu tiên thôi. Đầu tiên nhất là anh phải lo cho bản thân anh đi, lo cơm ngày hai bữa đi, lo cho vợ con anh đầy đủ đi, rồi bắt đầu anh nói chuyện. Mà bản thân anh nuôi cho anh chưa xong. Đất anh nước, lo hả? Đất nước hòa bình tự do kinh doanh buôn bán, và đặc biệt là đóng bán mà bán nhỏ vừa vừa, không có thuế nữa. Trời ơi, để nhà nói anh tao là anh thấy nó bán gạo từ đầu đường từ nhà anh chắc bao nhiêu tấn gạo đó không? Không lo làm quái gì không? Có cái đóng thuế của mẹ này đâu? Không lo sướng thấy mẹ luôn, ta chẳng ở Việt Nam chẳng có chỗ nào nước nào xứ Việt Nam cả. Buôn bán tở vậy bán buôn cái trên dội nhà của em ta gạo từ trong tới ngoài. Buôn bán tự do mà có đóng thuế là đâu? Trong khi đó ở nước ngoài, nước Mỹ là mày đi làm công nhân thôi, đi làm hãng xưởng thôi, mày làm công nhân quèn thôi, mày cũng đóng thuế chết mẹ rồi, từ 20% trở lên. Đừng giỡn. Không có khai thuế, không ông nhà nước nào đến kiểm tra, người ta còn không có đâu. Người ta còn cho vay vốn giá rẻ nữa. Những cái hộ kinh doanh cá thể đó mà có giấy phép, có giấy phép cơ sở còn được vốn kinh doanh giá rẻ nữa. Giờ là tiền lời rất là thấp. Tiền lời thấp, đặc biệt phụ nữ, ưu tiên phụ nữ, mà nếu mà phụ nữ kinh doanh đó là họ giúp đỡ cho người làm kinh doanh buôn bán đó. Để cho thoát khỏi gánh nặng của xã hội, gánh nặng của nhà nước. Lo lao động về, lo học nghề, nếu anh muốn giàu có thì anh phải học nghề cho tốt, anh phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư nữa. Thì người ta mới sử dụng. Bác Hồ nói cái gì đúng cái đó, cần kiệm liêm chính nữa. Phải liêm chính thì vào công ty người ta giao thì ngon giờ, làm. Ta nói mày rồi, đã có Việt Nam mình có chủ quyền, có pháp luật đảm bảo thì ai làm sai thì ngày nói chịu. Ta đơn giản một cái thôi à. Nó không chừa bất cứ một người nào. Cả cái thể chế cũng vậy thôi. Bằng chứng nè. Mày biết ông chủ tịch nước không? Nguyễn Xuân Phúc cũng đi luôn á. Có cái là khi làm anh mới hậu quả là phải gánh. Thế thôi, không chừa bất cứ một ai. Thành ra đừng có màng gì cái chuyện mà cứ biêu riếu này biêu riếu cái kia mệt lắm. Ở đây ai làm đấy chịu. Con mình không màng tới cái chuyện đó. Con nói chú, con 20 tuổi là con đã vào Sài Gòn đấy, ở Sài Gòn 25 năm và kinh doanh công ty con hơn 20 năm rồi. Con thấy làm ăn ở Sài Gòn con này rất là thoải mái, chả có vấn đề gì, chả có đồng ý là mình các cái việc của nhà nước quy định giống như phòng cháy chữa cháy môi trường rồi là giấy phép thuế má thì cái đó là đương nhiên nước nào phải có định kỳ năm một hai lần người ta cũng phải kiểm tra. Nếu mình vi phạm thì một là người ta nhắc nhở mình để mình khắc phục cho đúng. Ở đây hai thì khi mà anh quán cố người ta mới phạt, chứ không phải là đến là người ta đe của người ta phạt đâu. Nói một cái nữa là ở đây cái sự mà làm ăn của người dân nó thật sự là thoải mái vô cùng. Thoải mái chú. Ở đây là có nhiều người bán bánh mì dạo, thế là có cái xe bỏ mấy ổ bánh mì xong sắt từ đầu đường cuối đường đẩy vừa đi thôi là đã có người mua, là đã có sống đủ ngày rồi. Nói bây giờ còn nếu mà ở đây có nhiều có ngành nghề bán thùng thịt lộn dạo rồi nói chung là cái mà ta thích đây là bữa nào nghỉ không nhà mắc nhậu hoặc là nhậu qua bữa nay xỉn quá không đi làm nổi hoặc là không đi bán nổi nghỉ. Nó buồn cười ở chỗ đó, tao nói cho mày nghe cái điều nè, tao chưa thấy cái đất nước nào mà rầm với mùa một đêm mà mình nó buôn bán mà nó nghỉ bữa rầm kia rồi nè. Tao ra tao thích ăn phở hoặc tao ăn cháo hoặc tao ăn mấy món vậy, hủ tiếu rồi toàn bộ đóng cửa, bánh canh cái đóng cửa hỏi ra sao bên đây đóng cửa chơi vậy, bữa nay rằm rồi đi xuống Bà Đen hết, đi chùa hết rồi. Đồ quá kìa, rằm mà nó cũng nghỉ đi, rằm nghỉ rồi mới sướng cỡ đó không có gì nữa. Nông dân để nhà nước điện đường trường trạm, nhà nước kéo về từng vùng quê hẻo lánh, wifi rẻ tiền, điện kéo về nông thôn, dân cũng phải bỏ một cái đồng nào hết á. Nhà nước kéo từ A tới Z về, trường cũng xây đó là phí. Cái mà cầu cũng xây miễn phí, đường cũng xây miễn phí, trạm y tế cũng miễn phí, rồi bây giờ bán bảo hiểm y tế cũng rẻ bèo. Trời, nghèo cho luôn rồi. Cuộc sống người dân cái gì cũng tơi bời, sướng thấy mẹ lo làm ăn lo đi chống. Đại ý trong cuộc sống con người ta thì cũng có đồng xã hội. Hình như là cao quỷ, tao mới đọc cái bài báo là hình như là cao quỷ Liên Hiệp Quốc hay đâu ra. Dạ, cái gì mà
công ty du lịch quốc tế hay gì đó, nó bầu bình chọn là Việt Nam là một đất nước đáng sống, là hàng thứ tư. Hạnh phúc là đáng sống là lần thứ tư của thế giới. Ngay từ thời điểm này à. Con thấy Việt Nam, con nói ở con làm việc ở Việt Nam. Cái này tao nói, tao có sách, tao có chứng đàng hoàng, bằng chứng là tất cả những cái người nước ngoài, hoàn toàn nước ngoài, Mỹ có, Tây Ban Nha có, nhờ người Pakistan có luôn, định cư tại Việt Nam luôn, lấy vợ lấy chồng tại Việt Nam luôn, không chịu về nước. Ta đừng tưởng cái ai cũng biết YouTube phải không, vô gõ con nhỏ An Tây, tên là An Tây, tiếng Việt tên là An Tây, còn tiếng Tây Ban Nha ta biết, nó là gia đình ta Tây Ban Nha, nó cha mẹ nó qua Việt Nam định cư sinh sống luôn, và nó lên định, ta cũng vô tình tao tại nó lên có đầu phỏng vấn đó là để mà nó đi đến cái đại diện thi hoa hậu, và nó cười nó nói bởi vì em là người Tây cho nên ra nó không có được lên đi thi hoa hậu đại diện cho Việt Nam đi hoa hậu, nó tên là An Tây đó. Đó, tao nói mày nghe nhiều lắm, có thằng Chris về Chris ở châu Á, rồi thằng gì nữa Phúc Râu, nhiều lắm về Việt Nam nó ở nhiều lắm, và ở ngoài Bắc thì nó lấy vợ nó sinh con rất nhiều người lắm, nó thẳng như vậy. Nếu chúng ta, nếu Việt Nam không đáng sống thì nó qua Việt Nam nó ở làm gì, đúng không? Cho nên vì đó mình khỏi bàn cãi với chuyện đó nữa. Mình có một cái câu hỏi trên mạng đấy chú này, cái anh với anh hỏi này, xin hỏi nước trực. Họ hỏi bằng chìa khóa, cho anh nó không hỏi mình. Thu lợi được gì? Cái đây để tôi trả lời cho nhanh nha. Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914-1918, khi Đức Quốc xã hai cuộc chiến, chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai là do Đức Quốc xã là người gây chiến. Đầu tiên là cuộc chiến tranh thứ nhất là Đức Áo Hung, là phe Đức Áo Hung là một phe. Thì việc đầu tiên là Đức cũng tràn, Đức Áo Hung cũng tràn qua chiếm lãnh thổ Ukraine, và Ukraine cũng là mất nước. Năm 1922 là Liên Xô, chiến tranh năm 1918 thì chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, Liên Xô đánh bại Đức Áo Hung, đúng không? Lập nên nhà nước Ukraine, nhà nước Xô Viết đấy, lập nên nhà nước Xô Viết. Đến năm 1939, ngày 2 tháng 9 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, phát xít Đức chiếm Ba Lan, chiếm đòn Ukraine, chiếm đòn Belarus và miền, và chiếm cả châu Âu luôn, từ Thụy Sĩ và đánh tới tận Moscow. Một lần nữa nước Nga, Xô Viết lại vùng nước Liên Xô lại vùng lên đấu tranh và giành lại độc lập và chiếm luôn nửa nước Đức, đúng không, và giải phóng cả châu Âu luôn. Thì hai lần đó là Ukraine đều mất nước, và Ukraine chỉ một lần là dựng nước nha các bạn, Ukraine chỉ một lần dựng nước. Chiến tranh lành năm 1991, Liên Xô tan rã, Ukraine được hưởng một lợi thế, được chia nước phần rất lớn, gấp đôi các nước như Đức, Pháp, Anh, gấp đôi luôn, và có một nền công nghiệp cực kỳ hiện đại, nền tảng hiện đại, nhưng mà không lo làm ăn, kích động dân tộc chống Nga điên cuồng. Trong lúc đó Ukraine có 6%, 5-6% là dân là người Nga, một nửa nước đó là người Nga, đúng không? Lo kích động người Nga và mong được gia nhập NATO để rước bom nguyên tử vào đây, chỗ đặt bom nguyên tử ngay chỗ Ukraine để chống Nga điên cuồng. Thì đương nhiên việc cuộc chiến này không phải là cuộc chiến mà Nga đi xâm chiếm Ukraine, đây là một cuộc chiến phòng thủ tự vệ, giống như Nga sợ một cuộc chiến phát xít giống như Đức Quốc xã năm 1939. Thì bây giờ là Nga là quất trước luôn. Cái việc chiến tranh này ta không có mong muốn, đây là một cuộc chiến không mong muốn. Và bây giờ thì kể thắng người thua, hai bên đều thất bại, chứ không phải là một bên. Nhưng mà bản chất là tham lam quyền lực, kích động lòng dân, chống Nga điên cuồng mới xảy ra cái cuộc chiến này. Đó là mình trả lời cho bạn đó. Nên là cả hai bên đều thất bại nha, mà được các nước phương Tây ủng hộ đó. Và người thất bại nhất cuối cùng là Ukraine, dù còn nước hay là mất nước, nếu cả cái việc mà chiến thắng thì đất nước cũng tan hoang.
Nói chung là theo tôi tiên đó là không có mất nước đâu, nhưng có điều là đất nước tan hoang và có thể là hiệp định đình chiến và hiệp định hòa bình là chuyện tái lập, nhưng mà mình phải hiểu rằng cái sự mà gây dựng lại mà để cho như cũ không là 50 năm sau chưa chắc được, 50 năm sau chưa chắc được. Xây dựng lại đường trường, điện trường, đường trường, trường trạm á, chưa được như cũ cái đường đó. Đó là cái hậu quả mà theo không tự đứng trên chân mình mà đứng dựa vào chân người ta. Ý vậy thôi. Ok. Bây giờ nó làm ăn để thu hút đầu tư FDI thì không thu. Cậu giống y chang như Việt Nam buồn cười. Bây giờ nó có đứa đó là một phần nhỏ lẻ thôi, không đáng kể đâu. Nhưng mà cái điều ở đây nó cũng có những người và không lo làm ăn mà chỉ cần mà chờ xuống rụng, chờ tới xuống rụng cho bỏ vô họng vô miệng á, thành ra chỉ ngồi cào ngồi chỗ không chửi ra, không làm gì chứ á, chỉ chửi thôi. Họ tự tạo cho mình một cái điều áp lực, tại sao nhà nước không lo cho tôi này, cái chuyện lúc thì đương nhiên mà phải nói rằng là nước Nga không hiền như những nước khác, không hiền giống như lập liền luôn, mà đúng là kích động nó mà chọc nó đập thật. Mà đó cũng là cái hai cuộc thế chiến đã chứng minh điều đó rồi. Mà đó là cái xui cho Ukraine, đó cái xui cho Ukraine nha, chọc cái thằng nhà giàu mà là chọc cái thằng mẹ con sầu đen nữa. Nó bị tập cho đúng không? Bây giờ thôi, nói chung là mình không bàn tới nó không có kính nể gì hết á, nó đập luôn gì, nó cũng không nể đâu. Mà gặp thì mình nói mình không bênh cả hai nước, vì ở trên mặt trận mà chính trị thế giới mình cứ khôn khéo. Mà cái thằng Ukraine thì thằng chẳng có khôn khéo còn vậy cả. Mà thấy rõ ràng nó đi qua, nó đi xin tiền viện trợ của người ta mà nó chửi người ta như cái con nó vậy, làm cho cả Liên Hợp Quốc thì bỏ ra về, bỏ đi ra ngoài. Thấy không? Ý nó muốn nói là tại sao tụi bay suối tao đánh, mà tao đánh xong tụi bay không đưa quân đưa tiền, được mất từ nó khổ vậy. Mà ở châu Á thì Mỹ vì phương Tây cũng kích động, nhưng mà không đến nỗi cao trào như ở Ukraine, nó phần nổ đến tột cùng là chống Nga điên cuồng như thế. Ở châu Á thì Hàn Quốc với Nhật Bản thì Mỹ quyết đồng, Đài Loan quyết đồng, nhưng mà những cái người châu Á họ khôn hơn, họ vẫn làm ăn với Trung Quốc, Đài Loan vẫn làm ăn Trung Quốc, các hàng xưởng làm ăn Trung Quốc. Nhật Bản thì bây giờ là vừa rồi còn công nhận là Trung Quốc là đối tác gì đây, đối tác quan trọng mà. Hàn Quốc cũng làm ăn với Trung Quốc, rồi là Việt Nam giờ cũng làm ăn khăng khít với Trung Quốc, cũng muốn kích động như thế lắm. Nói chung một cái là không ai người Việt Nam mình mà thương Trung Quốc hết, biết hết, tất cả mọi người đều biết cả, nhưng mà không bỏ là bởi vì sao? Đó là lợi ích kinh tế, lợi ích của đất nước, sao bỏ được? Xuống chi? Anh có thể bước cái nhà trọ, anh có thể dời nhà trọ đi chỗ khác đi được. Tao không thích ở đây ồn quá đi. Mà Việt Nam mày bứng đi đâu? Mày nghĩ sẽ bứng đi đâu? Bắt buộc anh phải ở đó. Nhưng mà anh ở đó thì đi dính với cái thằng cha Trung Quốc, mà anh phải đối xử như thế nào mà để nó không làm được gì anh? Cái điều đó mới là hay, đúng không? Và cái chuyện đó đã xảy ra cả ngàn năm nay rồi, không phải mới đây. Thành ra yêu cầu các anh đừng có ngu, các anh ngu mà vừa, đừng có dạy Việt Nam đối xử đúng như thế nào, đừng dạy. Vừa rồi chú thấy không? Thấy chưa? Trên mạng của thằng Philippines nói là ủa cho Việt Nam mới phát triển có hơn 20 năm mà sao đã phát triển vượt Philippines rồi? Thực chất đã được là vượt gấp đôi Philippines. Gấp đôi. Con Thái Lan biết mà. Thái Lan vừa qua mặt luôn. Thái Lan qua luôn rồi. Thái Lan rồi, biết sao Thái Lan chỉ có một cái là ở thủ đô thôi. Còn giữa cái đông thôn quê thì đồng quê nó nghèo kinh khủng luôn. Hôm sau ta đi tiếp. Hồi sáng là tao mới coi ruộng ở Việt Nam mà bây giờ là còn cấy lúa bằng máy luôn. Máy không còn cái kiểu mà lôm khôm mấy ông bà về xưa mà trọt thì không có mai hết. Ý con nói thì con trả lời câu hồi nãy là thằng trên mạng Philippines đó nói là Việt Nam Philippines bây giờ tụt hậu so với Việt Nam rất là xa. Thì có người mới nói là để bình luận thế này, do Việt Nam ở gần Trung Quốc, lợi thế là xuất nhập khẩu gần. Cũng đúng. Đó, đúng thì đúng. Là bây giờ là người ta là nói là Việt Nam có lợi thế. Đúng rồi. Thì có người lại nói là Việt Nam ở gần Trung Quốc nên là phải tranh chấp ở biên giới này kia 100 ký sầu riêng thôi. Nếu mà anh đi qua Trung Quốc thì đủ có mấy chục ngàn tiền xe. Nhưng mà nếu anh đi qua Mỹ đi thì 100 ký đô đó sẽ tăng lên bao nhiêu tiền? Tại anh đi máy bay chứ làm sao anh đi xe hơi được. Nói chung là mình phải biết khai thác cái sự gần gũi, khai thác hàng xóm, gọi là khai thác hàng xóm. Khai thác hàng xóm đó là cái khôn của người Việt Nam.
đơn giản bạn. Mình thôi được rồi. Cũng khá dài rồi, cho nên ra mình thuộc dạng theo trên bàn cà phê mà nói chuyện rồi nói chuyện thao thao bất tuyệt, thao thao bất tuyệt, trong cây kim cổ thích cái gì nói cái đó. Mà phải nói cái điều là mình thấy khá sáng ngày, mình nói biết thì nói, không biết thì không nói. Và đúng chắc không có được nói bậy. Nói bậy hồi xưa tao không sợ mà giờ tao sợ, mình biết tại sao. Bây giờ tao là thuần chủng rồi. Ra đó, dính vô ba một hoặc cái gì đó cũng kẹt, nhưng mà mình đừng nói sai, đừng có chửi bới ai, không không có tố cáo cá nhân, rồi không có giống là nhóm họ, hay là mình thích mình nói thôi, rồi mình nói vô thưởng vô phạt, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Không chứ mình thôi. Nói cũng như con đây thì chú biết không, con thấy nhiều người ở bên đó chống điên cuồng á, con nhiều khi con đây có nhiều người, hoặc là có nhiều người Việt luôn, con thấy làm ăn thì không lo làm ăn, lo mà đi chống. Đất nước tự do, đất nước hòa bình, độc lập, đất nước tự do thoải mái, ai muốn làm gì làm, ai muốn bán cái gì bán, nói chung bán cái gì mà không phạm pháp luật là được, nhà nước cấm thì cứ làm, thế thì còn cái gì bằng nữa mà còn. Rồi bây giờ nhà nước là càng ngày thủ tướng, đất chủ tịch nước, tổng bí thư đi ký các hiệp ước khắp hành tinh để làm sao hàng hóa Việt Nam để bán được, lôi kéo thương mại về cho Việt Nam mình, cái điều đó là điều quá tuyệt, làm sao bán là càng nhiều. Nhưng mà nó vẫn chửi, nó nói đi Việt Nam đi ăn xin, đồ ăn xin, đồ cười lắm, cái gì đó cười chứ. Mình thu hút đầu tư là thu hút FDI, vô đầu tư các cái nhà máy để sản xuất hàng hóa thôi, đúng không? Còn à, đời mà nước Mỹ chú nói rồi, chỉ có nước mưa mới là miễn phí thôi, làm gì có mà cho không, có chuyện mà cho không. Trời ơi, bán một là bà một là mua bán, hoặc là nếu mà hàng cũ thì bán rẻ hơn chút, mà cũ người mới ra, chẳng hạn như này, tàu này tàu kia đó, cũ người mới ra thôi, đáng lẽ mua 1 tỷ đô thì giờ bán còn 100 triệu thì cũng phải rẻ được 1/10, cũng mua đi, xài đi. Nói chung là thì nước Việt Nam nó nhỏ, nhưng mà tao nói riêng vấn đề hơi lạc đề chút xíu, tao nói thẳng là tao mê vấn đề. Ngày xưa tao làm âm thanh mà, tao làm chuyên viên điện tử nữa, ngày xưa mấy chục năm về trước, hồi còn ở Việt Nam, lúc nào tao cũng mê vấn đề điện tử lắm. Thì ở Việt Nam nó có cái lợi điểm như này nè, ngày xưa tới bây giờ cũng vậy nữa, họ có những cái amplifier. Chắc những người này biết là amplifier thì hiểu là đó là máy khuếch đại âm thanh đó. Thì ở nước Mỹ nó có những bán những cái đồ cho hạn như là JBL hoặc là Bose, cái hay là có, nhưng ở Việt Nam nó khác, đa dạng hơn. Thứ đó là thường rồi, cái thứ mà âm thanh của châu Âu, của Đan Mạch, của Thụy Điển có hết, Mỹ là gì có, nó đa dạng. Cho ý tao muốn nói này, chỉ có khoanh nhỏ cũng để đi chợ trời thôi, đi về trời trực thảo thôi là mày sẽ thấy là âm ly Đan Mạch có nè, âm ly Thụy Điển có nè, âm ly châu Âu có nè, âm ly Anh Quốc có nè, nói chung là hầu như nó đa dạng. Loa cũng vậy nữa, loa Canada có nè, loa Thụy Sĩ có nè, loa Đan Mạch có nè, qua những nước rồi Germany có nè, hầu như nó bán đại trà, hàng hóa đầy, hàng hóa đầy, mình bật sức lựa chọn. Ở Mỹ mà chỉ lẫn quẩn là 3-4 cái món đồ là của Mỹ thôi, hoặc của Anh thôi, của Anh Lê thôi. Nói vậy cho mày hiểu là đa dạng. Cái Việt Nam mình nó đa dạng. Tao chỉ nói một khía cạnh là những cái amplifier, tao với âm thanh, tao khoái âm ly loa lắm, tao nghe nhạc suốt ngày thôi. Âm ly loa nè, âm thanh châu Âu nè, âm thanh của tiệp mà của Liên Xô nè. Tao chưa biết có loa mà SP30 của Liên Xô nó hay lắm, nó xíu siêu đột đã lắm, nghe hay lắm, nghe rực đã lắm, nghe hay hơn loa Mỹ nhiều. Mà giờ nó cổ quá rồi, giờ nó lâu rồi, CS99 nói chung là tất cả ở Việt Nam có nhiều, có lựa chọn mà ở nước Mỹ không có. Thấy không, mà làm gì ở nước Mỹ mà kiếm được âm ly Đan Mạch, làm gì có kiếm được âm ly của Thụy Điển, mà làm gì kiếm cái âm ly của thằng châu Âu, mà châu Âu mà hấp cũng qua tay mà nó hay lắm. Ok, thì cái like mình cũng đã quá dài rồi, mình nói chuyện tán gẫu chơi mà. Ai vô chơi thôi, tán gẫu thôi, nói chuyện đông tây nam bắc vậy thôi. Rồi, ok. Kết thúc clip, cũng chúc mọi người luôn luôn an lành nha. Buổi sáng, bye. Rồi, ok.